Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự và Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vừa phá chuyên án bắt giữ Phạm Quốc Nghĩa, 27 tuổi, trú tại quận Lê Chân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an quận Hồng Bàng phát hiện đối tượng Phạm Quốc Nghĩa có nhiều biểu hiện nghi vấn. Vào khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 11, tại khu vực ngã tư Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận Hồng Bàng bắt quả tang Phạm Quốc Nghĩa đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ trên người và tại nhà của đối tượng 368 g MDMA, hơn 167 g ketamine, 83,5 g ma túy tổng hợp dạng nước vui cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hồng Bàng đã tiến hành khởi tố Phạm Quốc Nghĩa về tội mua bán trái phép chất ma túy. 20 năm tù là bản án mà Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Trần Đăng Phương, trú tại thành phố Long Xuyên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2023, Phương điều khiển xe ô tô đến khóm Tân Phú, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, nhận một thùng xốp gửi từ thành phố Hồ Chí Minh về cho Phương. Bên trong có chứa trên 400 g ma túy loại ketamine thì bị lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh An Giang bắt quả tang. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ khoảng tháng 10 năm 2022 đến ngày 3 tháng 1 năm 2023, Phương đã 4 lần liên hệ với một đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh đặt mua ma túy loại ketamine mỗi lần 20 g về bán lại nhằm kiếm lời. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Đăng Phương 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và phạt bổ sung bị cáo Phương số tiền 70 triệu đồng. Chỉ sau 24 giờ, Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã truy bắt thành công đối tượng cướp giật tài sản đang lẩn trốn trong rừng sâu. Đối tượng bị bắt là Vi Văn Sáng, sinh năm 2005, trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Trước đó vào chiều ngày 25 tháng 11, Sáng đóng giả làm khách mua điện thoại, cướp giật chiếc điện thoại iPhone trị giá khoảng 10 triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát. Khi bị lực lượng công an truy bắt, đối tượng Sáng đã lẩn trốn vào rừng sâu ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa. Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tiến hành vây bắt. Đến 17 giờ ngày 26 tháng 11, Sáng bị bắt cùng tang vật là chiếc xe mô tô gây án và chiếc điện thoại iPhone. Khám xét người, lực lượng công an còn thu giữ thêm 3 viên ma túy tổng hợp. Quá trình bắt giữ bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Lâm Văn Thương, sinh năm 1990 và Thái Văn Chiến, sinh năm 1988, cùng trú tại thành phố Rạch Giá về hành vi cướp tài sản. Do không có tiền tiêu xài, Thương cùng với Chiến đã tìm người đi đường để cướp tài sản. Khi cả hai đến đường Trần Quý Cáp, phường An Bình, thành phố Rạch Giá thì phát hiện một cụ bà 71 tuổi đang đứng ngoài đường, trên cổ có đeo sợi dây chuyền. Thương điều khiển xe chạy từ phía sau cho Chiến giật lấy sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 5,6 chỉ của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Sau đó cả hai mang sợi dây chuyền vừa cướp được đến một tiệm bán được hơn 8 triệu đồng. Sau đó chia đôi số tiền để tiêu xài thì bị phát hiện bắt giữ. Theo kết quả điều tra, Chiến và Thương đều từng có tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù. Liên quan đến thông tin người lạ tiếp cận đưa tiền cho học sinh ở cổng trường với ý đồ xấu tại trường tiểu học Hà Huy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang gây xôn xao dư luận, Ủy ban nhân dân quận 12 đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Cụ thể, Ủy ban nhân dân quận 12 khẳng định hoàn toàn không có việc người lạ gian cảnh tiếp cận cho tiền với ý đồ bắt cóc học sinh ở cổng trường tiểu học Hà Huy Giáp vào sáng ngày 15 tháng 11 như đồn thổi trước đó trên mạng xã hội. Ủy ban nhân dân quận 12 sẽ tiếp tục rà soát xử lý theo quy định. Đồng thời chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh. Ủy ban nhân dân quận 12 đã chỉ đạo Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị tổ chức trích xuất camera và xác minh làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật xảy ra có diễn biến phức tạp. Tính chất mức độ cũng ngày càng manh động, tinh vi và liều lĩnh hơn. Động cơ mục đích chủ yếu bộc phát, dễ bị kích động bởi những suy nghĩ đơn giản, bất chấp hành vi và hậu quả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Đây cũng là hồi chuông báo động về trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc chung tay phòng ngừa, góp phần đẩy lùi tội phạm ở lứa tuổi này, ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng Đoàn Thanh Luân, 16 tuổi, ở khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh vừa bị công an thành phố Bắc Ninh bắt giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Học hết lớp 9, bố mẹ cho Luân đi học nghề, xong Luân tự bỏ học, ban ngày phụ việc ở một quán cà phê, tối thường xuyên đi chơi, tụ tập với nhóm bạn, dẫn đến những mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng. Em có suy nghĩ lại, kiểu hành vi đấy là sai, kiểu ảnh hưởng đến xã hội với cả cũng gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn bên kia. Còn bản thân mình thì sao? Bản thân em thì mất đi quyền tự do. với cả kiểu mất đi tương lai. Trường hợp này mới 15 tuổi, song đã bỏ học gần 2 năm. Nghe theo lời xúi giục của bạn bè, thiếu niên này bịt biển số xe, điều khiển phương tiện từ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang về thành phố Bắc Ninh, phóng nhanh, lạng lách đánh võng, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông. Bọn em chỉ đang đi lượn ra ngồi thì thấy đấy thì phi nhanh, nặng nách đánh võng với cả phóng xe nhanh. Em nhận cái hành vi của mình là sai. Các đối tượng này thì thường là những đối tượng trẻ, thanh thiếu niên chưa hiểu biết về pháp luật, có những hành vi rất là nguy hiểm gây ra cho chính bản thân người điều khiển phương tiện cũng như người tham gia giao thông. Có những đối tượng là mang theo vũ khí thô sơ, ví dụ như mang theo dao, gậy, đao, kiếm. Cá biệt có những trường hợp là mang theo cả những cái vỏ chai bia, chai nước ngọt, thủy tinh để khi mà gặp lực lượng chức năng kiểm soát tuần tra trên đường thì có thể là chống trả lại, ném lại lực lượng chức năng. Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, giai đoạn từ 12 đến 16 tuổi có sự thay đổi rất lớn về tâm sinh lý, dẫn đến biến động cả về hành vi, cảm xúc và nhận thức. Trong khi đó, những mặt trái cơ chế thị trường, mạng xã hội vẫn hàng ngày tác động rất lớn đến các em. Với vốn kinh nghiệm sống ít ỏi, lại thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, nhà trường nên dễ có nguy cơ dẫn đến các hành động lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật. Đa phần trẻ phạm tội có hoàn cảnh gia đình éo le, phức tạp, chủ yếu ở những đối tượng đã bỏ học. Tại sao mà các em bỏ học? Và mình phải xử lý từ cái nguyên nhân đó. Thứ nhất là ví dụ như là do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn thì có thể các cái tổ chức xã hội có thể chung tay để giúp đỡ em trở lại trường. Hoặc là do về một cái điều kiện về mặt nhận thức thì lúc đấy các nhà trường cũng phải, các giáo viên cũng phải tư vấn cho phụ huynh ở các cái loại hình học tập khác nhau. Ngoài những cái việc là các em vào trường công lập thì chúng ta còn hệ thống các cái trường tư thục cũng như là các trường nghề để cho các em có thể gia nhập vào các cái hệ thống giáo dục đó, các cái cơ sở giáo dục như vậy để các em tiếp tục cái công việc trau dồi kiến thức của mình, rèn luyện kỹ năng của mình để đủ trưởng thành. Lúc đấy các em bước ra ngoài đời thì các em mới không có một, tức là các em đủ một cái bản lĩnh để có thể mà đối mặt với tất cả những các cái tác động tiêu cực đến bản thân mình. Phòng ngừa ngăn chặn trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình và xã hội. Trong đó cần đặc biệt đề cao vai trò trách nhiệm của gia đình, vừa góp phần lành mạnh hóa đời sống xã hội, vừa là cơ sở để bồi dưỡng, xây dựng chuẩn mực đạo đức cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Thưa quý vị, trong phiên làm việc sáng nay, với 431 trên 468 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước. Với 87,25% trên tổng số đại biểu có mặt tại hội trường bấm nút biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua luật căn cước. Trước đó trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết qua thảo luận tại kỳ họp thứ 6, hầu hết ý kiến đại biểu Quốc hội đều đồng ý với tên gọi của dự thảo luật và tên thẻ căn cước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc sử dụng tên gọi luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số. Với việc tích hợp đầy đủ thông tin một cách khoa học trong thẻ căn cước, cùng với hình thức, phương thức quản lý số đảm bảo tính đại chúng, thì việc đổi tên thành thẻ căn cước sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của chính phủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho người dân trong tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao dịch về hành chính, dân sự ngày càng tiện lợi. Thẻ căn cước hiện nay được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, bảo đảm chống lại việc làm giả thẻ. Trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ. Bên cạnh đó, để khai thác được các thông tin trong chip điện tử, phải sử dụng thiết bị chuyên dụng và các thiết bị này phải được Bộ Công an cung cấp mã bảo mật để xác thực, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin. Luật cũng đã chỉnh lý bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch về căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước cho đầy đủ, chặt chẽ. Luật căn cước gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Liên quan đến vụ cướp ngân hàng vào chiều ngày 22 tháng 11 trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng khiến một nhân viên bảo vệ tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và Trần Văn Trí, 22 tuổi, trú huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về hành vi cướp tài sản và giết người. Theo điều tra, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11, Cường và Trí ngụy trang lao vào phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, dùng súng và dao chuẩn bị từ trước uy hiếp nhân viên để lấy tiền nhưng bất thành. Sự việc bị ông Trần Minh Thành, 50 tuổi, trú quận Thanh Khê là bảo vệ của ngân hàng phát hiện chống trả quyết liệt. Trong lúc tẩu thoát, Cường đâm trọng thương ông Thành và khiến ông tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng công an tổ chức chốt chặn và bắt giữ được cả hai đối tượng khi đang cố gắng lẩn trốn. Tại cơ quan công an, bước đầu cả hai thừa nhận do không có công ăn việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game nên nợ nần tiền bạc. Sau khi quen biết nhau trên mạng xã hội, cả Cường và Trí cùng ở chung, bàn bạc, đặt mua hung khí để thực hiện việc cướp ngân hàng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam Lâm Văn Thương, sinh năm 1990 và Thái Văn Chiến, sinh năm 1988, cùng ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vì tội cướp giật tài sản. Do không có tiền tiêu xài nên Thương cùng với Chiến đã tìm người đi đường để cướp tài sản. Khi cả hai đến đường Trần Quý Cáp, phường An Bình, thành phố Rạch Giá thì phát hiện một cụ bà 71 tuổi đang đứng ở ngoài đường, trên cổ có đeo sợi dây chuyền nên Thương điều khiển xe từ phía sau cho Chiến giật lấy sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 5,6 chỉ của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Sau đó cả hai mang sợi dây chuyền vừa cướp giật được đến một tiệm bán được hơn 8 triệu đồng rồi chia đôi số tiền đó để tiêu xài thì bị công an phát hiện bắt giữ. Theo kết quả điều tra, Chiến và Thương đều có tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù. Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật xảy ra có diễn biến phức tạp, tính chất, mức độ cũng ngày càng manh động, tinh vi và liều lĩnh hơn. Động cơ mục đích chủ yếu là bộc phát, sẽ bị kích động bởi những suy nghĩ đơn giản, bất chấp hành vi và hậu quả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Đây cũng là hồi chuông báo động về trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chung tay phòng ngừa, góp phần đẩy lùi tội phạm ở lứa tuổi này. Ghi nhận sau đây tại tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng Đoàn Thanh Luân, 16 tuổi, ở khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh vừa bị công an thành phố Bắc Ninh bắt giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Học hết lớp 9, bố mẹ cho Luân đi học nghề, xong Luân tự bỏ học, ban ngày phụ việc ở một quán cà phê, tối thường xuyên đi chơi, tụ tập với nhóm bạn, dẫn đến những mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng. Không có suy nghĩ lại, kiểu hành vi đấy là sai, kiểu ảnh hưởng đến xã hội với cả cũng gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn bên kia. Còn bản thân mình thì sao? Bản thân em thì mất đi quyền tự do, với cả kiểu mất đi tương lai. Trường hợp này mới 15 tuổi, song đã bỏ học gần 2 năm. Nghe theo lời xúi giục của bạn bè, thiếu niên này bịt biển số xe, điều khiển phương tiện từ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang về thành phố Bắc Ninh, phóng nhanh, lạng lách đánh võng, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông. Bọn em chỉ đang đi lượn ra ngồi thì thấy đấy thì phi nhanh, lạng lách đánh võng với cả phóng xe nhanh. Em nhận cái hành vi của mình là sai. Các đối tượng này thì thường là những đối tượng trẻ, thanh thiếu niên chưa hiểu biết về pháp luật, có những hành vi rất là nguy hiểm gây ra cho chính bản thân người điều khiển phương tiện cũng như người tham gia giao thông. Có những đối tượng là mang theo vũ khí thô sơ, ví dụ như mang theo dao, gậy, đao, kiếm. Cá biệt có những trường hợp là mang theo cả những cái vỏ chai bia, chai nước ngọt, thủy tinh để khi mà gặp lực lượng chức năng kiểm soát tuần tra trên đường thì có thể là chống trả lại, ném lại lực lượng chức năng. Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, giai đoạn từ 12 đến 16 tuổi có sự thay đổi rất lớn về tâm sinh lý, dẫn đến biến động cả về hành vi, cảm xúc và nhận thức. Trong khi đó, những mặt trái cơ chế thị trường, mạng xã hội vẫn hàng ngày tác động rất lớn đến các em. Với vốn kinh nghiệm sống ít ỏi, lại thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, nhà trường nên dễ có nguy cơ dẫn đến các hành động lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật. Đa phần trẻ phạm tội có hoàn cảnh gia đình éo le, phức tạp, chủ yếu ở những đối tượng đã bỏ học. tại sao mà các em bỏ học, và mình phải xử lý từ cái nguyên nhân đó. Thứ nhất là ví dụ như là do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn thì có thể các cái tổ chức xã hội có thể chung tay để giúp đỡ em trở lại trường, hoặc là do về một cái điều kiện về mặt nhận thức thì lúc đấy các nhà trường cũng phải, các giáo viên cũng phải tư vấn cho phụ huynh ở các cái loại hình học tập khác nhau. Ngoài những cái việc là các em vào trường công lập thì chúng ta còn hệ thống các cái trường tư thục cũng như là các trường nghề để cho các em có thể gia nhập vào các cái hệ thống giáo dục đó, các cái cơ sở giáo dục như vậy để các em tiếp tục cái công việc trau dồi kiến thức của mình, rèn luyện kỹ năng của mình để đủ trưởng thành. Lúc đấy các em bước ra ngoài đời thì các em mới không có một, tức là các em đủ một cái bản lĩnh để có thể mà đối mặt với tất cả những các cái tác động tiêu cực đến bản thân mình. Phòng ngừa ngăn chặn trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình và xã hội. Trong đó cần đặc biệt đề cao vai trò trách nhiệm của gia đình, vừa góp phần lành mạnh hóa đời sống xã hội, vừa là cơ sở để bồi dưỡng, xây dựng chuẩn mực đạo đức cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Vào khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm nay, tại tổ 5 ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra vụ cháy nhà dân khiến 2 người tử vong. Thời điểm trên, người dân phát hiện căn nhà trên bị cháy nên đã gọi lực lượng chữa cháy địa phương và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ dập lửa. Tiếp cận đám cháy, lực lượng chữa cháy đã tổ chức cứu người bị nạn, nhưng do đám cháy quá lớn cộng với nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong căn nhà nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Được biết căn nhà trên là của anh Phan Văn Tới, sinh năm 1984. Thời điểm xảy ra cháy, vợ anh Tới cùng với người con trai và một người cháu cùng sinh năm 2016, ngủ ở dưới nhà nên đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn. Riêng anh Tới cùng với một người con trai sinh năm 2011, ngủ ở trên lầu đã bị tử vong tại hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm đối tượng xâm nhập vào hệ thống quản trị, đăng dòng chữ lạ trên bảng điện tử ở một cổng chào trên địa bàn. Vụ việc xảy ra vào ngày 22 tháng 11 khi cổng chào ở xã Nông Thôn Mới An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương hiện lên dòng chữ "Nhà cái đến từ châu Phi". Dòng chữ trên xuất hiện trong khoảng 10 phút. Sau khi phát hiện, người dân đã thông báo tới chính quyền địa phương để tắt bảng điện tử. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do người quản lý bất cẩn, không khóa bộ điều khiển, đã để người khác lợi dụng, xâm nhập, đưa thông tin sai trái. Hiện công an đang xác minh tìm người đưa thông tin phản cảm nói trên. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đề nghị các địa phương cẩn trọng trong quản lý vận hành, thắt chặt giải pháp để không lặp lại vụ việc dòng chữ lạ xuất hiện trên bảng điện tử như trên. Phun sơn lên hàng trăm ghế đá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nội dung quảng cáo về các trang web đánh bạc. Việc làm này do một đối tượng ở Campuchia cầm đầu và hành vi này đã nhanh chóng bị công an tỉnh Quảng Ngãi truy xét ngăn chặn. Sau một đêm, các ghế đá trong công viên Ba Tơ, thành phố Quảng Ngãi và nhiều khu vực công cộng, nhà dân bị phun những vết sơn đỏ với các dòng chữ lớn có nội dung thông tin quảng cáo cờ bạc, game cá độ online như thế này. Phát hiện ra mấy hôm nay đó là nó giống như thế này mà bôi trong cái thời điểm ban đêm đó, rồi sáng ngày mình thấy vậy luôn. Ngay sau đó, lực lượng công an thành phố Quảng Ngãi và công an cơ sở đã làm rõ 3 đối tượng trong đường dây liên kết sơn quảng cáo web đánh bạc qua mạng tại Campuchia, gồm Lê Văn Kiệt ở Cà Mau, Trần Thị Thùy Na và Đào Thị Mỹ Ngân cùng ở huyện Tư Nghĩa, đồng thời thu giữ nhiều bình sơn, khung sơn web quảng cáo. Em chưa có việc làm thì em tìm việc trên Facebook, thì em thấy cái thông tin của bên công ty người ta tuyển dụng cộng tác viên để tuyển nhân sự làm việc, thì em nghĩ là tuyển dụng thì bình thường nên em đăng ký làm. Sau đó thì họ kết bạn và họ dùng nick ảo để kết bạn với mình, sau đó là liên hệ để hướng dẫn mình nhận việc làm. Em kết bạn với bên chị Thảo Quyên là bên Campuchia đấy, rồi xong chị ấy cũng giới thiệu sơ qua về công việc cho em. Rồi chị gửi đưa cho em vào một cái nhóm sơn ghế đá. Rồi em mỗi lần em đi sơn về là phải có định vị các la bàn, vị trí. Rồi em sơn, sau khi em xịt sơn lên ghế đá xong xuôi em phải quay video lại tầm khoảng 3 giây. Các đối tượng khai nhận đã lên mạng xã hội và theo lời dụ dỗ của đối tượng người Việt đang ở Campuchia nhận việc nhẹ lương cao, sơn quảng cáo. Ngân có nhiệm vụ đăng bài lên mạng Facebook tìm người ở Quảng Ngãi. Lê Văn Kiệt đăng ký tham gia vào nhóm kín Telegram từ Campuchia quản lý và nhận nhiệm vụ sơn quảng cáo. Theo đó, khi đêm xuống, các đối tượng mang theo đồ nghề, phun sơn lên ghế đá khu vực công cộng trước nhà dân với giá 30.000 đồng một ghế. Mỗi lần phun sơn lên ghế đá, chụp hình gửi cùng định vị về cho quản lý nhóm làm bằng chứng để tính tiền công. Công an phường Nghĩa Chánh là quyết tâm là phải làm rõ cái nhóm đối tượng đây để xử lý theo đúng quy định pháp luật và thực hiện cái nhiệm việc là khắc phục lại toàn bộ cái ghế đá mà do đối tượng này nó xịt sơn. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trên 120 ghế đá công cộng, nhà dân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, Tư Nghĩa. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.